Thông thường khi mà chúng ta muốn có một cái bức ảnh rộng nào đó thì cần phải có máy ảnh tốt với lại các cái ống kính góc rộng. Đấy, thì chúng ta mới chụp được cái cảnh nó rộng hơn bình thường. Tuy nhiên là cũng có một cách khác, đó là chúng ta sẽ chụp liên tiếp nhiều bức ảnh nối tiếp nhau. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ ghép nó lại trở thành một cái hình lớn hơn. Tất nhiên là bây giờ với một số các cái máy thì nó cũng tương đối tốt ở cái đoạn là nó sẽ hỗ trợ chúng ta ở góc độ gọi là chụp kiểu nối ảnh như thế. Thế còn trên Photoshop thì chúng ta cũng có thể làm được cái đó bằng cách là chụp, tất nhiên là thường như thế là nó sẽ phải có chân máy để đảm bảo cái độ ổn định của cái máy chụp, đồng thời là cái góc xoay nó cũng tương đối là cân bằng, nó không bị lệch. Và sau khi mà chúng ta chụp nhiều cái bức ảnh mà xoay góc như thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng Photomat để chúng ta ghép nó vào. Thế thì để làm cái việc này thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn vào file. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng tiện ích luôn, đó là sử dụng automate. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm tới cái lệnh cuối cùng ở trong menu mở ra, đó là lệnh Photomat. Khi mà chúng ta gọi được cuộc thoại thì chúng ta sẽ có một số các tùy chọn ở bên phần layout này, là các cái phương pháp mà ghép khác nhau. Bây giờ tạm thời chúng ta cứ để ở chế độ auto đi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái file hoặc là folder. Nếu folder thì chúng ta sẽ chỉ cho chương trình biết là lấy những cái ảnh ở trong folder nào, còn nếu file thì chúng ta sẽ chỉ trực tiếp cụ thể là file nào với file nào. Đây, tôi lấy thử một cái bức ảnh như thế này. Đây là 3 bức ảnh chụp liên tiếp nhau, chụp một cái cảnh coi như là rất là rộng. Sau đó thì nhấp OK, chờ nó lên danh sách. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp OK thêm nữa. Tất nhiên ở dưới này còn một vài cái tùy chọn nữa để giúp chúng ta là hoàn thiện một cách tự động hơn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ nhấp OK, tôi mở ra, nó sẽ tự động tính toán và nó sẽ ghép. Sau khi nó mở ảnh ra thì nó sẽ tự động tính toán và nó sẽ ghép vào cho chúng ta như thế này. Tất nhiên là nó đã có sự cân chỉnh, có cái sự co kéo để làm sao mà nó ghép được những cái điểm mốc vào với nhau. Đấy. Ví dụ tôi chọn một cái layer, đó, tôi nhắc ra thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tính những cái đoạn nào mà nó khớp được vào đoạn nào. Nó tự động, nó tính toán, nó biến, nó bóp méo đi, nó phóng lớn, nó tạo ra perspective để nó đưa những cái chi tiết mà trùng nhau, nó có thể ghép khớp vào với nhau. Và tất nhiên lại còn có cả cái đoạn gọi là automatic, tự động chỉnh sửa tông màu để làm sao cho những cái vết ghép nó khớp vào với nhau. Đấy. Bây giờ xem lại trong trường hợp khác. File, automate, Photomat, vẫn chọn các ảnh đó, nhưng chúng ta sẽ chọn một vài cái tùy chọn khác, ví dụ như vignette, remove này, và tất cả mọi thứ này. Ví dụ phải chấu hết xem nó ra cho kết quả chúng ta như thế nào nhé. Trường hợp này là nó còn sau khi mà cân chỉnh, tự động cắt cúp và tự động bù cho những cái đoạn mà bị mất điểm ảnh. Lệnh này còn nhớ lệnh gì không ạ? Container way. Đấy, những cái chỗ nào mà nó cắt, nó bóp mà nó bị mất điểm ảnh thì nó sẽ tự động sử dụng luôn container way để nó và xử lý luôn. Đấy. Thì với cách như thế này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể là sử dụng một cái máy cũng thường thường thôi. Đấy. Điều kiện tiên quyết rất là đơn giản là có chỗ đặt có thể vững chãi để chúng ta có thể lìa được cái ống kính các góc khác nhau. Và tất nhiên trong lúc chụp thì các bạn nên chụp có cái độ trùng, có những cái điểm để làm mốc. Bức ảnh A cũng có và bức ảnh B cũng có, sau đó thì bức ảnh B có một cái gì đó thì bức ảnh C cũng có một đoạn như thế để nó lấy mốc nó chồng được lên nhau, sau đó thì nó sẽ giúp chúng ta là xử lý và ghép và trở thành một cái bức ảnh với cái trường nhìn rất là rộng như thế này. Yêu cầu duy nhất là gì? Khi các bạn chụp thì đưa vào máy để cho xử lý thì nên đặt nó với cái tên và theo cái thứ tự mà chúng ta muốn ghép, ảnh nào ảnh đầu ảnh nào thứ hai, đúng không? Thì cứ theo cái thứ tự, ví dụ email 01, email 02, email 03, làm sao để cho nó nhận diện được cái nào trước cái nào sau, thì cái việc đó nó sẽ giúp cái quá trình mà ghép ảnh nó trở nên thuận lợi hơn và trơn tru hơn. Bây giờ các bạn có thể làm thử giúp tôi. Đấy. Một là tôi có thể đưa cái ảnh này cho các bạn đó, để các bạn ghép thử. Đấy. Thì cái ảnh này chắc chắn được, tại vì là nó là cái tài liệu gốc của Adobe cung cấp rồi. Đấy. Còn nếu không các bạn có thể tự mình đứng thử xem. Đấy. Đứng ra lấy chính máy điện thoại của mình, đúng không? Xoay chụp ghép được khoảng 3-4 cái bức ảnh. Nhớ là chụp ở các cái điểm mà có thể lấy mốc để nối từ cái nọ sang cái kia. Đấy thì lấy thử điện thoại của mình, chụp thử xoay vòng thử một chút xem, sau đó thì cắm cáp vào lấy ảnh vào, sau đó thì ghép thử xem là cái tính năng này nó chạy như thế nào.